9 này. Thực ra thì đây không phải là nhà mình, nhà có họ hàng thì với nhà mình mọi người ạ. Nhưng mà khi mình đi vào mộ cụ ấy, thì mình phải đi nhờ qua nhà này. Chỉ biết đến thế thôi. Lúc nào đi qua cũng phải đi đi nhờ nhà bác chủ nhà này. Thì mộ nhà mình nằm đằng sau này. Đấy. Đây là mộ mộ tứ đại nhà mình nhá. Mộ cụ Đặng Duy Lại và Đặng Duy Truyền. Đấy. Mộ tứ đại nhá. Mama Chê đang vứt cái bóng. Và đây là bạn trai. Nào anh đi ra chỗ khác đi. À, bố nói gì đi? Bố lễ các cụ xin gì đây? Đầy đủ hết rồi. Đây, bố là đầu năm Thanh Minh. Đầu năm nay là về cả nhà về Thanh Minh. Mọi người thấy cây mít đây hay không? Đấy. Đấy, xinh không? Mít này. Đây là cây gì đấy? Chả biết cây gì à? Mít này. Rồi, vấn đề. Giờ thì mình đi đến nhà gọi là gì nhỉ? Mợ. lại suy rồi mọi người ơi. Suy rồi nhá. Đường đi vào hơi vất vả. Đường đi vào hơi vất vả. Rồi là đến mợ rồi. Đây là bác... Cường, anh ruột của bố và anh cả. Còn đây là mộ cụ đấy. Tức là cụ này thì mình gọi là cụ. Còn đây là mình gọi là cụ. Còn là ông nội của bố đẻ ra mình. Đấy, còn đây là con của bác cả Cường. Người đang dọn dẹp. Mọi người thì đang hăng say làm việc dọn dẹp. Còn đây lại mời. Ông à, kia bà lau chỗ ông cây hoa cái thứ đi cho tò tay. Mọi người đang làm việc thì đây lại ngồi ăn. Quay làm một con lộc cứ ngồi đi mà chén. Cũng ngồi ăn mọi người thấy không? Lộc cái gì? Về mở cái gì? Rồi, đây sẽ bây giờ. Nhất tâm. Một ly một lai họ. Các cụ phù hộ cho ông dòng họ Đặng Duy chúng con nhé. Một ly một lai nhất tâm toàn ý. Giờ cầu như ý sự nguyện tòng tâm ạ. Đang lau chùi mộ nhé. Này mọi người nhìn vậy. Mẹ em kìa bố kìa. Nhìn này. Sợ thật. Đấy vẫn ngồi ăn. Ông là chúng tôi triển lãm được Thanh à. Cả ngày ông không sợ việc gì. Sữa tươi này. Lại uống rồi mọi người này. Đấy, mọi người đâu đấy, nhìn đi. Sữa tươi này. Được không? Đang lễ nhá. Ôi, mạt quá. Đưa anh quả đây nào. Nhìn đi nhá. Chưa. À, chưa kìa. Lại ăn. Lại ăn. Đây là đến nơi rồi. Đây là mộ, này là mộ đi cuối cùng, xong là nhà mình sẽ về. Đây là mộ của ông bà nội mình nhá. Ông bà nội mình ngày xưa là đều trông mình từ bé luôn. Từ bé luôn. Đấy. Đây là để lên trên này cho người ta chuối này. Đáng nhẽ là mình quay tiếp, quay thêm ấy, nhưng mà tự dưng lúc về, lúc chuẩn bị về trời nắng, thay đổi thời tiết mọi người, thay đổi khí hậu, thành ra là ai bị mệt ấy, mình là người lái xe. Vân cũng mệt, bố mẹ cũng đều mệt hết, thành ra chả quay nữa, thôi đi về. Lúc về ăn bánh chocolate clip làm hơi bị cộc nhỉ, chúng ta buồn cười đúng không?